Startup nâng cấp khách sạn có gì khiến Shark Hùng Anh chơi lớn đầu tư gấp 3 lần mức đề xuất? Hans là công ty chuyên cải tạo lại khách sạn, nâng cấp hạng phòng theo hướng tiện nghi, sạch sẽ và giúp gia tăng lượng khách bằng cách đưa khách sạn lên hệ thống bán hàng toàn cầu. Đến với Shark Tank Việt Nam, Hans muốn kêu gọi đầu tư 100.000 USD cho 1,5% tỷ lệ cổ phần. Về dịch vụ, Hans có hệ thống ASI, điều chỉnh năng động giá, tự động hóa các kênh marketing, đồng bộ giá trên các kênh phân phối OTA, GDS, Global Distribution System, hệ thống phân phối toàn cầu, chuẩn hóa dịch vụ 3 sao. Tuy vẫn còn nhiều lỗ hổng trong định giá doanh nghiệp, các Shark vẫn khá hứng thú với startup Hans. Shark Phú đề nghị đầu tư 100.000 USD cho 15% cổ phần. Còn Shark Hùng Anh cho biết, trong hệ sinh thái Beans Corporation Group, ông đang sở hữu có app Booking Traveler, đang làm hệ thống OTA có thể hỗ trợ đắc lực cho Hans. Ông muốn đi lâu dài với startup nên đề nghị đầu tư 300.000 USD để sở hữu 35% cổ phần. Nếu hiệu suất đạt như startup nói, ông sẽ đầu tư thêm 200.000 USD, tổng số đầu tư sẽ là 500.000 USD và sở hữu 30% cổ phần để không làm mất động lực của đội ngũ sáng lập. Hoàng Minh đề xuất nếu trong vòng 24 tháng, lợi nhuận vượt quá số tiền Shark đầu tư thì startup sẽ mua lại 10% cổ phần từ Shark với định giá bằng hiện tại và trả 15% lãi suất. Shark Hùng Anh đồng ý khép lại thương vụ thành công trên Shark Thành Việt Nam. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.